chiều nắng vàng gieo trong tim tôi nhịp đập con tim, đôi môi xinh tươi như một cánh hồng, tôi như đang mơ một đời bình yên. Biết đâu là lời chia tay sao vội vã để rồi rơi để trả nợ cho cậu đấy. Tôi không cần. Thôi, cất cái bản mặt u ám đi. Ngồi xuống. Ok. Ăn đi. Từ lần đầu tiên ta gặp nhau khi ngày nắng kia đang vừa lên, trao nhau ánh mắt nụ cười, ta trao nhau khoảnh khắc tuyệt vời. Em cười xinh như một bức tranh mang màu nắng, cho ta hơi ấm nồng nàn, quên đi những tháng ngày buồn. Bầu trời kia vội đưa yêu thương về nơi cuối chân trời để ta yêu nhau bình yên. Từng con phố ươm màu minh chứng đôi mình bên nhau chẳng thể nào cách xa. Chờ ngày ta thành đôi khát khao yêu thương, và giờ thì tôi muốn bên em chờ che qua. Trên đời đối với tôi, ừ.
vệ sinh như một bức tranh mang màu nắng, cho ta hơi ấm nồng nàn, quên đi những tháng ngày buồn. Bầu trời kia vội đưa yêu thương về nơi cuối chân trời để ta yêu nhau bình yên. Từng con phố ươm màu minh chứng đôi mình bên nhau chẳng thể nào cách xa. Ngày ta cười vui với nhau, gần bên nhau là điều hai ta luôn mong. Sao đi chợ từ sáng giờ về, bây giờ tối mịt rồi mới về. Nhưng mà vui mà. Ừ. Mày tìm với nó chưa? Ngon mà. Mày chưa à? Ừ. Mày chưa tìm với nó, mày thế xác cho nó luôn đi. Đồ ăn hôm nay có vừa miệng không? Vừa. Cậu ăn đi. Đồ ăn ngon nhỉ? Ăn thêm cái này. Khoảng cách hai ta xa vời.
tình yêu của ta không bao giờ cách xa. Nhìn thấy hình bóng của người, nguyện ước nhìn thấy nhau ở trên cuộc đời. Chạm vào nỗi nhớ em luôn hàng mong, chạm vào khoảnh khắc em không thể. Hình bóng ấy đã in sâu trong tâm trí em, để rồi mai sau này ta sẽ thấy nhau trên bôi vào đâu nào? Bôi vào đâu ấy? Thế thì đánh son cho xinh nhá. Ta đi bên nhau những năm tháng qua. Ta đi bên nhau để rồi rời xa. Như sương ban mai lung linh sắc màu. Bóng anh tan nhanh khi bình. Bị bà mắng à? Hay là có đứa nào đánh cậu? Nói đi, tớ sẽ cho nó một trận. Từ giờ bọn mình đừng gặp nhau nữa nhá. Tớ sắp chuyển đi rồi. Cậu đùa đấy à? Đừng có đùa. Chi, tớ làm gì sai với cậu đúng không? Cậu nói đi, tớ hứa tớ sẽ thay đổi. Cậu không làm gì sai hết. Hay là do tớ rủ cậu đi vẽ nhiều quá, cho nên là cậu khó chịu. Tớ hứa từ bây giờ, tớ sẽ không bao giờ rủ cậu đi vẽ nhiều nữa. Tớ hứa đấy, Chi. Chị, tớ xin cậu đấy, cậu đừng có bỏ tớ đi mà. An, An, đúng là em đã bình tĩnh An. Tớ xin cậu không bao giờ làm sai nữa. Tớ hứa đấy, cậu không sai, là lỗi của tớ. Thế tại sao ai không quay lưng đi với tớ vậy? Mẹ tớ cũng bỏ tớ đi, bây giờ đến cậu nữa. Tớ có lỗi gì à? Chị, tớ xin cậu, đừng bỏ tớ đi mà chị. Chị ơi, từ bây giờ tôi sẽ không bao giờ làm sai cái gì nữa. Chỉ cần cậu đừng bỏ tôi đi là được mà.
để giờ đây hối tiếc như vậy. Ngày xanh ấy đã trôi quá nhanh, chỉ còn đây những nỗi đau này. Chắc là bị tách mẹ từ bé đấy, tội nghiệp thật ý. Nuôi đi được không? Đi về nhà nha. Thank you.
Cậu không ăn gì từ sáng tới giờ rồi đấy. Cậu định cứ thế này mãi à? Sao cậu không thử nghe mẹ cậu giải thích? Biết đâu khi biết lý do, cậu sẽ cảm thấy dễ chịu hơn thì sao? Tôi đã từng hỏi bà ấy lý do, nhưng bà ấy không trả lời. Chính mắt tôi đã nhìn thấy bà ấy lên chiếc ô tô đó. Bà ấy tham phú phụ đồ, chọn giàu sang, rồi rời bỏ bố con tôi. Vậy thì còn cần lý do gì? Tôi nghĩ ai cũng có nỗi khổ tâm trong lòng mà không thể nói ra mà. Biết đâu bà ấy cũng giống như cậu. Cậu cũng đã từng rời bỏ tôi mà không cần một lý do gì cả. Các người đều giống nhau cả, đều coi tôi như một chiếc rẻ rách. Nếu như không cần thì có thể vứt bỏ đi bất cứ lúc nào. Các người đâu có quan tâm đến cảm xúc của tôi đâu. Tôi đã từng cầu xin các người cho tôi một cơ hội, cầu xin các người đừng bỏ rơi tôi. Vậy mà các người vẫn cất bước quay đi. Tại sao các người có thể đối xử với tôi như vậy cơ chứ? Tại sao cơ chứ? Tôi cũng đã định nói lý do cho cậu biết, nhưng tôi sợ khi cậu biết rồi thì cậu sẽ thù ghét tôi. Thà rằng cậu không biết, để lỡ sau này có gặp lại thì cậu vẫn còn coi tôi là bạn. Ý của cậu là sao? Từ lúc theo cậu về đây cũng nhiều lần tôi muốn nói với cậu về chuyện đó, nhưng rồi tôi thấy mình không cần phải nói nữa. Tôi không hiểu sao dạo này cậu lại tránh mắt tôi. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, không dám chạm vào mắt tôi. Tại vì tôi biết câu trả lời của cậu. Cậu đang không biết nói về nó như thế nào đúng không? Cậu bỗng dưng thấy mình khác thường. Cậu dường như không điều khiển được suy nghĩ của mình, cơ thể của mình. Và cậu nghĩ rằng cậu đang có vấn đề. Cậu cố gắng trốn tránh nó nhưng không được. Cậu sợ rằng tôi sẽ ghét bỏ cậu.
coi thường cậu, ghê tởm cậu, đúng không? Sao cô lại biết? Tôi cũng đã từng như thế. Đó chính là lý do khiến tôi chạy trốn khỏi cậu. Vậy là cậu cũng giống như tôi, sợ một nỗi sợ mơ hồ, rồi cũng chỉ tự biết trốn tránh một cách hèn nhát vậy thôi. Đúng vậy, tôi cũng giống cậu, chúng ta đều không dám đối mặt với nó. Tôi bỏ đi là vì sợ cậu không chấp nhận mình. Tôi cố gắng tìm kiếm và sống một cuộc sống bình thường như bao người khác, để rồi sau này ngày nào tôi cũng sống trong sự hối tiếc. Vậy là do không hiểu nhau, do không thẳng thắn với nhau mà chúng ta đã phải rời xa nhau suốt bao nhiêu năm vừa qua. Chúng ta đã từng là thanh xuân của nhau, vậy mà tớ lại để mất nó. Là tại tớ ngu ngốc, tại tớ hèn nhát. Không sao hết. Bây giờ cả hai đứa cũng đã hiểu nhau hơn rồi. Cậu đừng bao giờ rời xa mình nữa nhé. Mình cứ sống bình yên bên nhau như thế này, được không? Như sương ban mai
lung linh sắc màu. Bóng anh tan nhanh khi bình minh lên. Bỗng một ngày chợt nhận ra.